Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Bếp Nhà Khánh Vy. Rất vui khi được gặp mọi người trong video lần này. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến mọi người thêm một sản phẩm máy ép chậm nữa để mọi người có thêm sự lựa chọn cho gia đình của mình. Trước khi vào video, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ những sản phẩm bên mình bằng cách qua fanpage Bếp Nhà Khánh Vy, Zalo đặt hàng để mình có thể hỗ trợ cho mọi người một cách tốt nhất. Bên mình miễn phí ship toàn quốc. Thì chiếc máy mình muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là Bromix SC 02. Đây này mọi người, tên thương hiệu. Đây là cái hình mô phỏng chiếc máy này mọi người. Đó, và mình xoay để mọi người xem ha. Đó. Và bây giờ mình cùng unbox bên trong nha. Đây, máy cũng được đóng gói rất là kỹ lắm nè mọi người. Đó. Mình lấy ra từ từ thôi mọi người. Chiếc này, máy này để mình mở ra. Đó. Như vậy thì mình sẽ lấy dễ hơn. Đi kèm với máy thì có sách hướng dẫn sử dụng máy và sách công thức mình mix rau củ quả với nhau á mọi người. Để mình cho mọi người xem nha. Bọc rất là kỹ. Đây là sách hướng dẫn mình sử dụng máy nè mọi người. Và đây là cái sách công thức nước ép. Có hình ảnh rất là chi tiết á mọi người. Và bây giờ mình sẽ lấy bên trong ra. Đó. Mọi người quan sát nè. Quá trình mình nhận máy á, thì sản phẩm y chang vậy nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ lấy cái phần thân máy ra. Rất là gọn gàng luôn á mọi người. Bọc cái lớp ni lông nè. Và tiếp theo mình sẽ lấy cái đây là cái trục ép nè. Trục ép và cái ống ép phiểu tiếp liệu. Đó, đây là thanh nhồi. Đây là trục ép. Đây là lưới lọc nè mọi người. Lưới lọc á thì được thiết kế là 3 tầng. Ở trên là to, nhỏ, nhỏ dần. Cái quá trình mình ép á được kiệt bã. Thu được lượng nước đáng kể. Đây là cái trục ép. Và đây là cái ống tiếp liệu nè. Đó. Cọ vệ sinh. Đây là cái đầu cuối để ra bã mọi người. Và đây là hai cái cốc để mình đựng bã và đựng nước ép. Đây là cái miệng phễu này mọi người. Cái miệng tiếp liệu á để mình gắn vào. Đó. Mọi người ráp ráp máy rất là dễ luôn á, đơn giản lắm mọi người. Đây mình chỉ cần
cho cái ống tiếp liệu vào cái thân máy. Đó, mọi người xoay lên là máy sẽ cái ống sẽ khớp vào. Sau đó mình sẽ gắn cái trục ép vào, rồi mình sẽ gắn cái phần lưới lọc. Rất là đơn giản. Rồi, mọi người gắn cái nắp cuối vào. Đó, mình thao tác rất là dễ luôn á mọi người. Khi mà mình bắt đầu sử dụng máy á, những cô chú lớn tuổi nè, anh chị mới bắt đầu á, mình cũng dễ dàng thao tác và sử dụng lắm. Và mình khi mà sử dụng xong, mình tháo ráp cũng rất là dễ, vệ sinh cũng dễ nữa mọi người. Ép xong á, mọi người vệ sinh, và đặc biệt là máy có thêm chức năng tự vệ sinh nữa. Mọi người ép xong nước trái cây á, mọi người cho ra, sau đó mọi người cho tầm khoảng 200ml nước, mọi người đổ vào cái miệng tiếp liệu nè. Đó, xong rồi mình bật lên thì máy sẽ tự động vệ sinh nha mọi người. Cũng rất là khỏe. Và đây là cái cốc đựng bã, cái cốc đựng nước ép. Cốc đựng nước ép thì có cái ml nè mọi người. Đó, mình sẽ cho vào mình đựng. Nước ép sẽ ra đây và bã sẽ ra đây. Thì cái quá trình mà mọi người sử dụng á, thì mọi người cắt cái nguyên liệu vừa với lại cái miệng tiếp liệu, sau đó mọi người cho vào ép. Ví dụ mọi người ép cần tây, rau má, thơm này kia đó, mọi người cho vào. Ép rau cũng rất là tốt nha mọi người, ép kiệt. Và cái quá trình mà ép á, thì rất là kiệt, ra lượng nước rất là đáng kể luôn. Máy hoạt động rất là êm, và cái công suất là 150W, tổng trọng lượng là tầm khoảng 3,4 kg mọi người, và được bảo hành là 3 năm. Đó, mà nên là mình cũng muốn chia sẻ đến mọi người, nhà mà có những em bé nhỏ nè, thay vì mình uống nước ngọt á, thì mình mix rau củ quả này kia lại, mình ép cho cả gia đình của mình uống luôn, bổ sung vitamin, khoáng chất cho enzyme, cho cơ thể của mình. Đó, trước đây khi mà chưa có máy ép chậm thì mọi người làm nước ép rất là cũng khó khăn. Mọi người sẽ dùng máy xay sinh tố, xong rồi lọc lại. Em mọi người lọc, mình lấy cái bã ra mọi người, thì nó cũng mất thời gian. Bây giờ hiện đại rồi, và máy ép chậm thì cũng rất là đa dạng, nhiều mẫu mã nữa, nên là mình cũng lựa chọn cái sản phẩm vừa túi tiền nè, vừa có cái công năng tốt nè, để mình xay, mình ép cho cả gia đình của mình uống. Nếu mà mọi người muốn tư vấn kỹ hơn về sản phẩm thì mọi người liên hệ mình qua Zalo hoặc là fanpage Bếp Nhà Khánh Vy, để mình tư vấn hỗ trợ cho mọi người phù hợp với nhu cầu của mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Nếu mọi người thấy video của mình có nhiều thông tin hữu ích, cho mình xin một subscribe, đăng ký kênh để mình có động lực làm nhiều video, cung cấp nhiều thông tin đến cho mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.